Xin chào các bạn, mới tối ngày hôm qua thôi khi mà Việt Nam đang hấp diêm Thái Lan tỷ số 4-0 thì Huawei đã cho ra mắt dòng P30 series của mình. Và ngày hôm nay thì mình cũng không cần phải ra Pháp hay là vào Sài Gòn để cầm những chiếc máy trải nghiệm nữa, mà mình đã có ngay lập tức là 2M P30 và 2M P30 Pro bản chính hãng thương mại đầu tiên tại Việt Nam trên tay luôn. Thực sự là quá vinh dự, vậy nên là không chần chờ gì nữa, các bạn hãy cùng mình mở máy ra xem là nó có gì hay ho và nên mua máy nào nhá. Let's go. Rồi bây giờ thì trước khi mở, chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngoại hình của cái hộp. Đơn giản các bạn thì thấy P30 và P30 Pro thì bản 30 Pro là quad camera, còn bản P30 chỉ là triple camera mà thôi. Có nghĩa là P30 Pro có 4 cam phía sau và P30 chỉ có 3 cam thôi. Rồi các mặt bên dưới thì là thông tin cơ bản và coi như là màu máy. Bản Pro thì mình có màu máy rất đẹp luôn các bạn, đấy là Crystal, còn kia là màu Aurora, mình chưa biết gì lắm. Phía mặt sau thì không có gì cả, mặt trắng, và phía bên trên thì là tên và của những nhà phân phối nhập khẩu về Việt Nam. Rồi, bây giờ seal vẫn còn nguyên, vẫn còn đẹp đét luôn. Các bạn đi mua máy nhớ là phải còn nguyên seal hãng mua nhá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành rạch máy luôn, không chần chờ gì nữa. Không thể đợi được nữa rồi. Làm nghề reviewer sướng nhất là việc này, mỗi lần mà được mở máy này sướng lắm các bạn. Ngoại hình hai máy thì bằng nhau, mình cũng không hiểu tại sao lắm, bởi vì P30 bé hơn P30 Pro một chút mà. Ok, như vậy là bây giờ mình đã mở máy ra, setup hai con ở đây. Đẹp quá các bạn ạ. Để P30 sang đây. Nhân vật chính của chúng ta đó. Cứ để tạm sang hai góc rồi đã. Điểm qua một chút về trong hộp đi. Trong hộp thì của hai em chắc là sẽ tương tự nhau, đều có là ốp lưng silicone nhựa thôi, nhựa dẻo bình thường, không có gì đặc sắc. Phía bên trong thì cả hai đều có hai cục sạc rất là khổng lồ. Đối với P30 Pro thì là cục sạc nhanh lên đến 40W, còn trên P30 thì chỉ là cục sạc nhanh 22,5 thôi. Phía bên dưới đều là cọng cáp USB Type-C và hai chiếc tai nghe, nhưng mà ở phiên bản P30 thì sẽ là tai nghe cổng 3.5, còn ở phiên bản P30 Pro thì là cổng Type-C nha các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng cất hết tất cả những thứ gọi là bên ngoài và đi đến hai con máy chính của chúng ta nhé. Nhìn qua thôi đã thấy là P30 Pro đã lớn hơn P30 khoảng tầm cũng phải đến nửa đôi ngón tay đấy, khá là to. Mặt sau thì đây, mình sẽ bóc tem luôn. Cảm giác bóc tem thì nó vẫn sướng lắm. 20 mấy củ ra đi. Và 20 mấy củ tiếp theo, gần 20 mấy củ. Đó, cảm giác bóc máy mới nó phê lắm bạn ạ. Và nhìn ngay về phía ngoại hình, chúng ta có thể thấy cái màu gọi là Pristine Crystal trên P30 Pro thực sự là đẹp ấn tượng luôn. Crystal thì đơn giản là màu gọi là màu pha lê ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy nó đổi màu từ màu tím rồi màu xanh rồi màu trắng, nói chung là trông rất chi là ngọc trinh luôn, nhìn là chỉ muốn ôm lấy máy và bảo vệ lấy nó ấy. Đó, còn ở bên phía P30 thì vẫn là cái lối thiết kế gọi là màu xanh Aurora, hơi có một tí sắc xanh lá cây phía trên và có một đường vệt chuyển màu đây, kiểu dạng là gọi là 3D á. Đó, nhìn cũng rất là ấn tượng. Trên mặt lưng của P30 Pro sẽ là cụm 3 cam rất lớn đặt dọc ở thân máy, một đèn flash LED và phía dưới là cam thứ tư dùng để đo chiều sâu. Còn P30 thì đơn giản hơn là cụm 3 cam cộng đèn flash LED trên cùng một dọc. Kể cả ở những phía cạnh viền của máy thì đều có khác biệt. Phía bên phải thì đều là nút home và tăng giảm âm lượng. Phía bên trên thì P30 Pro có cổng hồng ngoại, còn P30 thì đã bị bỏ đi cổng này. Phía bên cạnh trái thì P30 có khay SIM kép, còn P30 Pro thì trắng trơn. Phía cạnh dưới chính là điểm khác biệt nhất giữa hai máy, khi mà P30 vẫn giữ được cho mình là chân tai nghe 3.5, còn trên P30 Pro thì đã bị loại bỏ và thay vào đó chính là khe SIM, khe 2 SIM, và đặc biệt là nó giống như iPhone, khe SIM hai mặt chứ không phải khe SIM dài như các chiếc điện thoại Android gần đây nữa. Và cuối cùng thì chiếc máy cũng đã được khởi động lên, mình sẽ xem cái mặt trước này một chút. Có một vấn đề nho nhỏ là như các bạn có thể thấy, do cái cụm camera đằng sau lồi lên khá là nhiều, vậy nên là hai máy đều có hiện tượng kênh. Thế nhưng mà ở trên P30 lại còn kênh nặng hơn là P30 Pro. Có thể là cái việc này sẽ giải quyết rất đơn giản bằng cách các bạn đeo ốp vào mà thôi, cũng không quá khó chịu. Và đặc biệt là ở trên P30 Pro thì máy được vắt cong về hai bên, khiến cho máy cảm giác cầm nắm vừa thích mà lại còn đẹp hơn. Thế nhưng mà ở trên P30 thì sẽ phù hợp với các bạn nữ hơn, khi mà máy không được vắt cong nhưng lại có diện tích màn hình và viền rất mỏng, cầm lại rất vừa tay nữa. Cả hai chiếc điện thoại thì đều được trang bị vân tay âm dưới màn hình nhá. Tiếp đến là phần nổi bật nhất trên hai chiếc điện thoại này, đó chính là camera. Trên chiếc P30, máy được sở hữu camera chính lên đến 40 megapixel f1.8 và cam góc rộng thì là 16 megapixel luôn, chụp ảnh cực kỳ nét. Cam tele là 8 megapixel nhưng lại zoom được 3x hơn rất nhiều chiếc flagship trên thị trường hiện nay.
còn hơn cả, và mình đoán là sẽ trở thành một trong những top của DxOMark tới đây, chính là B30 Pro, khi mà máy sở hữu cụm cam chính là 40MP f1.6, cam tele là 8MP có thể zoom đến 10x mà không bị giảm chất lượng, và cam góc rộng thì là 20MP. Hơn thế nữa lại được bổ sung thêm cam thứ tư dùng để đo chiều sâu, giúp cho những cái bức ảnh chụp xóa phông các bạn ấn tượng hơn bao giờ hết. Máy có cái cam góc rộng khủng khiếp, chụp rất nét mà lại rất rộng, rồi zoom 1x, zoom 2x hay zoom 5x, thậm chí là zoom 10x, nhưng chất lượng ảnh gần như vẫn được giữ nguyên, không hề bị mất điểm ảnh. Và các bạn có thể zoom tiếp lên đến tận 50x, có nghĩa là kiểu mình cũng không biết tả nó như thế nào, nhưng mà có lẽ dùng cái này mà đứng ở trên tòa trên cao thì các bạn có thể soi được thậm chí cả biển số xe ở phía dưới đường á. Ngoài tính năng đấy thì nó có cả Night Mode mà được áp dụng trên tất cả các lens, có nghĩa là wide hay là zoom hay là 1x thì vẫn áp dụng được chế độ Night Mode. Tiếp đến là có một tính năng nữa mà những người hay làm video như mình rất thích, đó là aperture, có thể nói là khẩu độ á. Thì các bạn có thể điều chỉnh khẩu độ, rất là nhiều khẩu độ ở đây để cho các bạn lựa chọn. Và đặc biệt cái tính năng này được áp dụng trên cả quay phim, có nghĩa là các bạn có thể quay phim xóa phông. Cái tính năng này thì cũng đã một vài lần xuất hiện trên các cái app nho nhỏ hay là những cái tính năng ẩn thôi, nhưng lại chưa được phát triển một cách chính thức và chuẩn xác như trên MP30 Pro này. Mình phải nói rằng là Huawei P30 Pro một lần nữa sẽ đứng chễm chệ trên DxOMark mà không ngại ai luôn. Đây là những bức ảnh mà mình chụp vào tầm 6 giờ chiều, có nghĩa là đã rất là chạng vạng và tối om rồi mà chất lượng ảnh vẫn được như thế này, thì các bạn thấy là P30 Pro khả năng của nó như thế nào rồi đấy. Tiếp theo là về hiệu năng của hai em nó. Cả hai đều sử dụng con chip Kirin 980 tiến trình 7nm để tiết kiệm điện. Và phiên bản mình đang có ở đây thì cả hai đều là 8GB. Với những gì mà hai em máy này có thì mình dám cam đoan với các bạn là với những tựa game trên thị trường hiện nay hay là với những tác vụ các bạn sử dụng hàng ngày thì cả hai chiếc máy này đều đáp ứng một cách hoàn toàn tốt, không xảy ra hiện tượng giật lag gì và vô cùng mượt mà đấy. Mình có chấm nhanh một chút về điểm AnTuTu thì cũng hơi ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên cho lắm, khi mà P30 lại được 280.000 điểm AnTuTu, còn P30 Pro thì được 260.000 mà thôi. Điều này là do P30 Pro phải gánh cái màn hình to hơn, còn P30 thì lại màn hình nhỏ hơn. Tuy rằng tỷ lệ màn hình đều là 2K, P30 Pro thì là 6,47 inch, còn trên P30 thì chỉ là 6,1 inch mà thôi. Ngoài những điều trên ra thì có một điều hơi tiếc nuối, đó là mình không hiểu tại sao em P30 này lại chỉ có chuẩn kháng nước là IP53 chứ không phải là IP68 như trên P30 Pro. Thực sự thì nó khá là đáng buồn đó, nhưng mà không sao. Tóm lại thì mức giá của hai em máy này cộng với những gì mà em nó có đều đang khiến mình phải choáng ngợp. Đặc biệt là nếu mà được lựa chọn một chiếc điện thoại Android trong thời điểm này thì P30 Pro sẽ là sản phẩm mình lựa chọn đầu tiên. Còn các bạn thì thế nào? Nó đã đủ thuyết phục các bạn chưa? Và các bạn muốn có một mức giá thực sự rất là tốt thì chỉ cần kéo xuống dưới, click vào đường link của Hoàng Hà, sẽ có nhiều ưu đãi và mình cam đoan là tốt nhất nhì thị trường luôn á. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video mình sẽ đánh giá chi tiết hai máy P30 và P30 Pro này sau nhé. Bye bye. Tí nữa, quay tráng cẩn thận nhá. Báo giá bao tiền đấy? 80 củ. Tắt file bạn ơi.